Hơn bất cứ kênh đầu tư nào thì Bitcoinex đã hứa hẹn quá nhiều lời lãi cho nhà đầu tư. Chúng ta chỉ cần thử làm một phép tính như thế này. Với lãi suất mà Bitcoinex đưa ra thì nếu mà đầu tư 1.000 đô la Mỹ sau 3 năm thì chúng ta sẽ có tới 50 triệu đô la Mỹ, tức là lãi gấp gần 50.000 lần. Mức lãi siêu khủng như vậy thì đương nhiên là một cái sức hút quá là lớn với nhà đầu tư. Thế nhưng mà theo các chuyên gia thì các mô hình mượn danh tiền ảo để mà huy động vốn, hay còn gọi là nền tảng lending đa cấp, thì sụp đổ bị xem là một kịch bản được dừng sẵn từ trước. Mới đầu tư Bitcoinex được vài tháng, anh Hòa đã quyết định rút vốn bởi nhìn thấy những điểm bất thường trong mô hình cho vay của đồng tiền kỹ thuật số này. Người ta luôn thuyết phục nhà đầu tư với bằng những cái mô hình cảm giác rất là bài bản, rất là quy mô, nhưng cái thông tin mà nó chuẩn bị kêu gọi đầu tư vốn cho những cái đồng ví dụ như Bitcoinex tiếp theo là liệu có khả thi hay không, và là tại sao nó lại kêu gọi như thế. Do đó mình nghĩ mình đánh giá nó không cao. Ngoài ra, theo ghi nhận tại một trong những chợ tiền kỹ thuật số lớn nhất trên thế giới, tháng 11 năm ngoái, số lượng đồng Bitcoinex cũng đột ngột giảm đi 5 triệu, không rõ lý do. Họ đã bị lock cái giao dịch mà do các ví nội bộ chuyển giao cho nhau. Có nghĩa đây bản chất là lừa đảo. Bởi vì cùng một cái quy mô vốn hóa, nếu số lượng coin giảm đi thì giá mỗi đồng coin sẽ tăng lên, làm cho các nhà đầu tư hiểu nhầm. Không sập thì mới ngạc nhiên. Thậm chí là đến bây giờ mới sập là cũng hơi ngạc nhiên. Ngay tại Việt Nam, bài học nhãn tiền cuối năm qua là sự sụp đổ của mô hình mượn danh tiền ảo để huy động vốn. Đồng AOC gây thiệt hại cho hàng chục nghìn nhà đầu tư. Theo chuyên gia, tất cả những mô hình cho vay dựa trên coin mà chủ yếu phụ thuộc vào một vài cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro. Thu được cái khoản tiền mà họ đã chiếm dụng của cộng đồng, đấy là cái yếu tố của kịch bản sập. Và khi sập thì thường người ta căn cứ vào chính là cái trạng thái mà không còn sức hút nữa trên thị trường, không kiểm soát được giá của cái đồng coin, của cái sản phẩm đấy nữa. Con trai đẻ của đồng Ethereum cũng khẳng định tất cả mô hình hứa hẹn trả lãi suất 1% một ngày thì đó là mô hình Ponzi, hình thức cho vay lừa đảo khét tiếng hàng trăm năm nay.